Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chuyên đề Xu hướng sống khỏe, kỷ nguyên công nghệ gen. Lịch sử loài người đã trải qua tổng cộng là 4 cuộc cách mạng công nghiệp. Trong đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất về động cơ đốt trong, lần thứ hai về động cơ điện, lần thứ ba về máy tính tự động hóa. Và tại thời điểm hiện tại đây thì chúng ta đang sống trong thời kỳ của cuộc cách mạng lần thứ tư, dựa sự phát triển dựa trên 3 trụ cột chính: kỹ thuật số, công nghệ sinh học và vật lý. Tại New Skin thì chúng tôi cũng đang đi đúng xu hướng của thời đại, đó là tập trung vào sự nghiên cứu và phát triển những sản phẩm chăm sóc sức khỏe dựa trên sự hiểu biết của ngành công nghệ sinh học. Y khoa phát triển nhằm đem đến những phương pháp trị liệu cho cơ thể khi mà con người chúng ta đã có những bệnh tật, nhằm kéo dài sự sống. Trong khi đó thì sự phát triển của khoa học sự sống lại giúp chúng ta có những giải pháp mà chúng ta cần để có thể sống khỏe hơn. Dinh dưỡng là nền tảng của sự sống, vì vậy khoa học dinh dưỡng cũng bắt buộc phải tiến bộ từng ngày. Tế bào là đơn vị cấu thành nên sự sống, vì vậy khoa học tế bào cũng cần phải được nghiên cứu chuyên sâu để từ đó đem lại một cơ chế giúp tế bào khỏe mạnh. Và cuối cùng là gen. Gen là bộ chỉ huy hoạt động của tế bào. Khoa học biểu hiện gen giúp nâng cao hiểu biết về sự hoạt động của các gen, từ đó giúp kiểm soát chất lượng sống của từng tế bào. Sự hiểu biết về gen và sự hoạt động của các gen đã đem lại nhiều hy vọng hơn cho việc cải thiện chất lượng cuộc sống. Hiểu biết về sự đáp ứng của gen đối với những tác động từ bên ngoài đã mở ra cơ hội giúp điều trị và ngăn ngừa được những bệnh mãn tính. Tầm quan trọng của khoa học về gen và biểu hiện gen được nhấn mạnh hơn chính vì lý do này. Và ngay bây giờ chính là thời đại để chúng ta sống khỏe theo một phương thức hoàn toàn mới. Đó chính là sống khỏe theo khoa học biểu hiện gen, hướng đến một giải pháp chống lão hóa toàn diện cho cơ thể. Lão hóa là sự biểu hiện suy giảm về sức khỏe bên trong lẫn vẻ đẹp bên ngoài. Và chính những biểu hiện tiêu cực này đã phản ánh lên sự biểu hiện tiêu cực của các gen liên quan. Khoa học chống lão hóa ageLOC của New Skin tập trung đi thẳng vào nguồn gốc của vấn đề, vượt xa hơn việc chỉ cố gắng xóa mờ những dấu hiệu hoặc là những triệu chứng bên ngoài là điều mà chúng ta thường hay thấy ở những phương thức truyền thống đối với các sản phẩm chống lão hóa. New Skin tạo ra một sự khác biệt bằng cách đi thẳng vào nguồn gốc của lão hóa. Vậy thì, khoa học chống lão hóa của New Skin là gì và tại sao lại khác biệt? Khoa học chống lão hóa của New Skin được phát triển từ 3 nền tảng khoa học. Thứ nhất là khoa học dinh dưỡng, thứ hai là khoa học chống oxy hóa và thứ ba là khoa học gen. Vì vậy, ageLOC chính là sự chọn lựa cho một cuộc sống trẻ trung, dài lâu. Những sản phẩm ageLOC sẽ tác động lên sự biểu hiện gen theo một chiều hướng tích cực hơn bằng cách là giảm đi sự hoạt động của những gen xấu và hoạt hóa hoặc là khôi phục lại sự hoạt động của những gen tốt. Qua đó sẽ duy trì điều kiện lý tưởng cho sự hoạt động của từng tế bào thông qua sự điều chỉnh về sự biểu hiện của các gen. Các anh chị và các bạn có biết rằng những nhà khoa học họ đã mất bao nhiêu năm để có thể hiểu được cấu trúc của DNA và mất thêm bao nhiêu năm nữa để tìm ra được nguyên tắc hoạt động của các gen? Sau đó mất bao nhiêu năm sàng lọc để tạo ra được những data vĩ đại về sự hoạt động của những nhóm gen? Và tới thời điểm hiện tại đã có được bao nhiêu ứng dụng về sức khỏe con người từ những dữ liệu ấy? Tại New Skin, chúng tôi đã tận dụng những hiểu biết và những kiến thức dựa trên sự nghiên cứu hơn 30 năm về những gen liên quan đến sự lão hóa, từ đó tạo ra những sản phẩm giúp tế bào có thể đi ngược lại quá trình này. Những hiểu biết về gen và sự hoạt động của các gen chính là nguồn tri thức giúp New Skin tạo ra một dòng sản phẩm riêng biệt và chạm đến một tiềm năng không tưởng. Chúng ta sở hữu những gì ở hiện tại và cả những gì ở tương lai. Hãy lựa chọn cho mình một lối sống lành mạnh vì điều tất yếu, môi trường nuôi dưỡng như thế nào thì các gen sẽ biểu hiện ra như thế ấy. Dù rằng trường sinh bất tử hay trẻ mãi không già vẫn là những điều không thể, nhưng có một điều mà chúng ta có thể làm được, đó chính là hãy lên kế hoạch cho sự lão hóa của mình, hướng đến những gen liên quan đến sự chuyển hóa, kết hợp những sản phẩm
cùng với một chế độ dinh dưỡng khoa học và một lối sống năng động để chúng ta có thể chuyển đổi được vóc dáng và chuyển đổi được cuộc sống lành mạnh hơn, trẻ trung hơn. Và tại New Skin thì chúng tôi cũng có được giải pháp cho vấn đề này thông qua bộ sản phẩm AgeLock TR90. Chúng ta cũng nên hướng đến những gen liên quan đến việc sản xuất năng lượng, đào thải độc tố và đa cơ chế chống lão hóa của cơ thể để từ đó có được một giải pháp chống lão hóa toàn diện. Và New Skin cũng đem lại giải pháp cho mọi người thông qua bộ sản phẩm AgeLock Duo bao gồm AgeLock R bình phương và AgeLock Wideband. Chính vì vậy, hãy lưu ý về việc sống khỏe ngay từ hôm nay. Dù các anh chị hay các bạn còn trẻ hay đã qua thời thanh xuân, còn khỏe hay đã đánh mất đi sinh lực. Để làm được điều đó, hãy đồng hành cùng với New Skin. Chúng tôi trao cho mọi người xu hướng sống khỏe trong kỷ nguyên công nghệ gen, đem đến một giải pháp toàn diện về vấn đề lão hóa của cơ thể. Và Chiêu cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi phần chia sẻ của Chiêu. Và chúc cho tất cả mọi người có được một cuộc sống trẻ trung dài lâu.